Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu hướng dẫn các bạn sử dụng nồi cơm nội nhiệt cao tần Panasonic SRSPX104. Đây là nồi 1 lít nấu cho từ 5 đến 6 người lớn ăn thoải mái. Nồi có thể nấu được 1 kg gạo. Nồi cao tần Panasonic SRSPX104 có cốc nước bù ẩm, có chế độ áp suất 2 bi. Chế độ áp suất 2 bi, nhiệt độ sôi của nồi có thể lên đến 200 độ C. Máy được chúng tôi kiểm tra, vệ sinh và việt hóa toàn bộ các chữ tiếng Nhật để các bạn dễ dàng sử dụng. Nồi còn có chế độ kết nối điện thoại. Nồi Panasonic SRSPX104 hay còn gọi là dòng nồi flagship của Panasonic, dòng nồi cao cấp. Thì các bạn hãy nhìn bên đây. Đây là phím bắt đầu nấu này. Sau khi chọn các chế độ xong thì ta nhấn vào đây. Phía trên này là phím chọn gạo. Đó. Chọn các loại gạo ở đây. Chọn các loại gạo. Cách nấu. Và đây là hâm nóng. Hâm nóng là khi nào mà chúng ta nấu cơm và để một thời gian chúng ta muốn hâm lại thì chúng ta ấn vào đây. Còn bên này là các cái phím để chọn. Đấy. Phím để chọn theo các menu ở đây. Còn đây là phím cài đặt. Như trên cùng đây là cài đặt về thời gian này. Đấy, cài đặt thời gian. Các bạn nhấn hai lần vào đây và điều chỉnh thời gian ở đây theo đúng thời gian hiện tại. Sau đó nhấn vào đây là được. Còn đây là phím hẹn giờ. Hẹn giờ cơm chín. Khi nào mà ta muốn, ví dụ bây giờ là 6:14, ta nhấn vào đây. Ta muốn chọn được khoảng độ tầm 9 giờ cơm. 9 giờ cơm sẽ chín. Đấy. 9 giờ cơm chín. Đấy. Ta sẽ điều chỉnh nó thành 9 giờ. Sau khi 9 giờ cơ, ta chọn 9 giờ, ta nhấn vào đây. Đó, thì nồi sẽ ủ cho đến khoảng 8 giờ sẽ bắt đầu nấu, khoảng hơn 8 giờ. Thì đến 9 giờ cơm sẽ chín. Đó là các cái phím hướng dẫn. Khi các bạn nhận nồi chúng tôi sẽ hướng dẫn nốt, sẽ có một cái bảng chi tiết các cái chức năng ở phía trong này. Ví dụ như loại gạo như thế nào này, cách nấu như thế nào này. Đó, xin cảm ơn các bạn.